công ty cổ phần Mascom Việt Nam chính thức ra mắt thị trường Việt Nam một thương hiệu công nghệ mới là Masco. Các dòng sản phẩm của Masco sử dụng công nghệ thông minh hiện đại, phục vụ giải trí, công việc và cuộc sống thường ngày. Sự tối ưu và tiện dụng của mỗi sản phẩm được Masco đặt lên hàng đầu. Sau 8 năm gia nhập thị trường công nghệ số Việt, đây là lần đầu tiên công ty Mascom Việt Nam ra mắt thương hiệu thiết bị thông minh, nâng tổng số thương hiệu công ty đang sở hữu tại Việt Nam lên 3 thương hiệu. Đơn vị đã xây dựng được hệ thống phân phối tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.